Xin chào bạn, một chủ đề có lẽ rất nhiều bạn quan tâm, đó là việc thị trường bất động sản năm 2024 liệu có ấm trở lại hay không. Ở video này thì Dũng sẽ dùng những cái kiến thức của mình cũng như những cái khảo sát của mình trong giai đoạn vừa rồi để Dũng có thể chia sẻ với anh chị một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, để giúp anh chị sẽ định hình cho mình là trong thời gian tới nếu như thị trường ấm thì chúng ta sẽ làm gì và thị trường vẫn trầm lắng thì chúng ta sẽ phải làm sao để giúp các bạn có thể bảo vệ tiền của mình, bảo vệ tài sản của mình một cách an toàn hiệu quả nhất. Thì trong video này thì Dũng sẽ cùng các bạn chia sẻ, và trong quá trình chia sẻ nếu như các anh chị khi xem video mà thấy cái phần nào mà anh chị cần bổ sung thì anh chị có thể để lại phần bình luận để chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, bởi vì đây là với góc nhìn nhận đánh giá của Dũng, chưa hẳn nó đã hoàn toàn đúng với các bạn, và có thể là bạn sẽ có góc nhìn khác, bạn có những cái kinh nghiệm bạn có thể chia sẻ và Dũng sẽ học được từ các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu nội dung video. Và bạn nào lần đầu tiên xem video của Dũng thì hãy ủng hộ Dũng bằng việc follow kênh. Dũng sẽ được tương tác và trao đổi chia sẻ với anh chị nhiều hơn liên quan đến kiến thức về tài chính, đầu tư và bất động sản. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video. Một điều mà Dũng phải chia sẻ với anh chị để mà xác định được thị trường bất động sản quay trở lại năm 2024 ấm hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi của nền kinh tế đất nước ta. Và điều này chúng ta có thể thấy là rất rõ là có những tín hiệu hiện nay nhà nước đang điều hành các chính sách, ví dụ như là yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất, bơm rất là nhiều tiền ra làm đầu tư công. Và hai cái công cụ này đang giúp để chúng ta làm sao? Nhà nước đang muốn bảo vệ cái lãi suất và bảo vệ cái chỉ số lạm phát. Tuy nhiên là nó có một cái tác động ngược lại, nhà nước bảo vệ cái lãi suất để giúp cho doanh nghiệp và các cá nhân có cơ hội để mà tiếp cận vốn giá rẻ và kinh doanh sẽ có lợi nhuận nhiều hơn, không bảo vệ được cái tỷ giá giữa đồng đô la và đồng Việt Nam. Và điều này sẽ dẫn đến việc gì? Các doanh nghiệp xuất khẩu thì sẽ có lợi nhuận nhiều hơn, tuy nhiên những doanh nghiệp nhập khẩu thì lại tăng chi phí. Chúng ta có hình dung là tất cả các nguyên vật liệu hàng hóa gần như là chúng ta cũng nhập rất là nhiều, các đồ dùng vật dụng cũng thế thôi, cũng rất là nhiều. Và liên quan đến vấn đề tỷ giá và liên quan đến hàng hóa này, chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam, bởi vì chúng ta là người Việt, chúng ta sử dụng hàng Việt. Một là chúng ta ủng hộ cho các doanh nghiệp Việt, thứ hai gì ạ, hàng nhập khẩu thì trong giai đoạn mà tỷ giá tăng thì chắc chắn giá của nó cũng tăng lên. Những cái công cụ của nhà nước đó là nới lỏng tiền tệ, thì ngân hàng nhà nước bơm tiền ra thị trường, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào, không phải cá nhân nào cũng có thể tiếp cận được nguồn vốn này. Vay thì phải có trả đúng không, vậy thì lấy tiền đâu để mà trả, một câu hỏi rất lớn. Thứ hai là điều kiện để mà được vay thì nhiều của doanh nghiệp giờ không đủ điều kiện để vay, cá nhân cũng vậy, do đó thì tiền vẫn nằm trong ngân hàng mà chưa bơm ra thị trường được. Có thể thấy rằng là những tín hiệu này và những tín hiệu chúng ta thấy là từ cái nền kinh tế hoạt động của các doanh nghiệp là có rất nhiều cái yếu tố mà theo quan điểm của Dũng thôi thì cuối năm nay chắc chắn là kinh tế của chúng ta sẽ khủng hoảng và sẽ có những biến cố lớn trong ngành ngân hàng và trong ngành bất động sản. Thì cái điều này thì chúng ta sẽ chờ đợi, chúng ta sẽ xem kết quả như nào thôi. Chúng ta đi vào cái chủ đề là năm 2024 bất động sản sẽ thế nào. Một cái thực tế là cuối năm 2023 thì bất động sản chưa thể phục hồi được. Đấy là một cái điều mà Dũng tin chắc là sau những cái chuyến đi khảo sát vừa rồi của Dũng thì Dũng đánh giá là thị trường bất động sản hiện nay đang quá trầm lắng, đặc biệt là các dự án nhiều nhà đầu tư cá nhân đầu tư đầu cơ là chính chứ còn sử dụng không nhiều, và toàn bộ vốn đúng không ạ, từ vay ngân hàng, vốn từ có nằm hết trong các bất động sản. Cái khả năng lưu thông đúng không, tiền chết trong bất động sản rất nhiều, bị đọng vốn trong đấy. Thực ra là cái lượng tiền trong dân của mình rất nhiều, từ gửi ngân hàng, từ đầu tư bất động sản, một phần nữa thì sao, chứng khoán. Và chúng ta thấy rằng là từ những yếu tố như vậy thì chúng ta không xét đến cuối năm 2023 nữa nhé, tập trung và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề 2024. Và theo cái quan sát và đánh giá của Dũng, nếu mà tốt các chính sách của nhà nước hỗ trợ cũng như các công cụ rất mạnh thì khả năng quý 3, quý 4 của 2024 thì may ra bất động sản mới gọi có cơ hội để mà gọi là ấm lên thôi, chứ còn để mà phát triển bùng nổ thì không có. Và chúng ta thấy là một cái sự liên tưởng, có là cái sự ràng buộc lẫn nhau, trong đó thì bất động sản là một trong những ngành mà nó làm ảnh hưởng đến các ngành khác rất lớn. Và chúng ta thấy rằng là người dân Việt Nam chúng ta thì cái kênh đầu tư và trú ẩn tiền đó là bất động sản là đang là chủ yếu,
Và các bạn thấy rằng các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn hơn, họ có sản xuất thì cuối cùng họ vẫn tập trung sang đâu ạ? Bất động sản. Và các doanh nghiệp tư nhân cá nhân thì sao? Làm được tiền đúng không ạ? Cũng đầu tư bất động sản. Thì do vậy là gì? Chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước mà cơ hội đầu tư bất động sản để mà có thể x5x7 là rất là hiện hữu và rất là dễ. Tuy nhiên là không phải là ai cũng có thể làm được điều này, và không phải ai có tiền thì cũng đầu tư cũng thắng. Nó tùy thôi. Ví dụ như trong thời kỳ giai đoạn mà thị trường nó ấm thì có thể là các bạn mua, các bạn lướt, may ra cũng có cơ hội. Thị trường 2024 thì Dũng nghĩ là đầu năm vẫn chưa có gì gọi là khởi sắc. Thế thì khi mà thị trường như vậy thì chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta cần làm gì để chúng ta có thể bảo vệ đồng tiền của chúng ta, đúng không ạ? Bảo vệ làm sao để chúng ta có thể giữ tiền, có thể nhân tiền một cách hiệu quả. Thì nếu như trong trường hợp thị trường vẫn tiếp tục trầm lắng, một lời khuyên của Dũng dành cho các bạn đó là hãy ngồi im, không làm gì. Tiền thì có thể gửi ngân hàng hoặc làm sao, hoặc mua vàng an toàn. Các bạn đầu tư, các bạn không có kiến thức, các bạn đầu tư các bạn mất tiền như bình thường, và các bạn không biết là thời gian nào vào, thời gian nào ra, mà không biết là mua cái gì, đầu tư cái gì, thì tốt nhất là không nên đầu tư. Đầu tư về vay ngân hàng thì bây giờ phải có dòng tiền chứ. Thế còn các anh chị còn lại thì sao? Các anh chị mà có dòng tiền này thì thực sự là xin chúc mừng anh chị, bởi những cái giai đoạn khủng hoảng như này thì các anh chị sẽ có được cơ hội để các anh chị làm sao sở hữu thêm rất nhiều cái tài sản mà nó có giá trị đẹp, để các anh chị có thể gia tăng tài sản mình sau khi mà tình hình kinh tế được phục hồi trở lại. Tại sao là như vậy? Bởi vì chúng ta thấy này, nếu ở cái giai đoạn mà thị trường nó đang ấm, đúng không ạ, thì liệu rằng là có ai nhả ra cho mình những cái bất động sản có vị trí đẹp không? Không có. Chủ yếu là gì? Bán đây là những người không có kinh nghiệm đầu tư, không có chiến lược. Các bạn mua vào những cái mảnh đất nó không có giá trị, đúng không ạ? Không có tính thanh khoản, không có dòng tiền. Và bây giờ vay ngân hàng nhiều quá dẫn đến là ngộp. Hay bán bớt thôi. Và bán bớt thì bán đương nhiên là những cái mảnh đất mà khó thanh khoản này, vị trí xấu này, làm sao bán được? Buộc phải bán những cái mảnh đất đẹp nhất để mà thu tiền về, để mà trang trải cho các khoản nợ. Thì đây là cơ hội tốt nhất cho các bạn. Kể cả thị trường chứng khoán cũng vậy thôi, vàng cũng vậy thôi. Sau mỗi một đợt khủng hoảng thì kiểu gì cũng sẽ có một đợt tăng trưởng mạnh. Và nếu bạn có kiến thức, bạn biết lựa chọn thời điểm vào, thì đây là thời điểm tốt nhất để bạn có thể đầu tư và bạn gia tăng tài sản mình. Nhưng hãy nhớ rằng là chúng ta vẫn phải cập nhật thường xuyên các kiến thức. Đừng có đầu tư theo đám đông, đừng đầu tư theo lời khuyên của người khác, đừng đầu tư theo nghe ai đó đầu tư. Bạn mới là người biết là bạn đang như thế nào, đúng không? Bạn mới là người biết bạn có khả năng gì, bạn mới biết là bạn có bao nhiêu vốn, bạn mới biết là bạn có khả năng chi trả như thế nào. Thì hãy tự mình ra quyết định bằng cách tự mình học hỏi nâng cấp rồi. Ví dụ bạn đầu tư bất động sản, bây giờ bạn mua bất động sản thì bạn phải biết làm sao, biết định giá cái bất động sản nó giá bao nhiêu, bạn mua ở thời điểm này có phù hợp không, rồi sao nữa, rồi thì bạn phải biết là gì ạ, các yếu tố nào để giúp cho bất động sản nó có thể tăng trưởng. Định giá khu vực này thì nó sẽ có những phương pháp định giá khác nhau, và mục tiêu của bạn đầu tư là gì, giá vốn hay dòng tiền đấy, thì nó phải có rất là nhiều cái kiến thức. Thì liên quan đến kiến thức về bất động sản thì Dũng sẽ có những video, hoặc có thể là Dũng sẽ tổ chức 1-2 cái buổi miễn phí để có thể chia sẻ với các bạn về các cách thức để làm sao chúng ta có thể làm sao để chúng ta có những dấu hiệu nhận biết là bất động sản này có khả năng tăng giá, định giá bất động sản này có giá bao tiền, và làm sao tính cái tỷ suất lợi nhuận trên cái dòng tiền mà chúng ta đầu tư. Nó hội tụ rất nhiều cái yếu tố. Cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải tự mình là người ra quyết định, và chúng ta chỉ có cách gì, chúng ta học thôi. Chúng ta học để chúng ta biết nó sẽ như thế nào và nó sẽ có những cái gì để chúng ta tránh, đúng không? Nếu mà những cái mà nó liên quan đến khiến chúng ta mất tiền, chúng ta tránh ra. Có những cái gì mà nó đem lại cho ta lợi nhuận thì ta vào thôi. Là một năm chúng ta có 4 mùa, đúng không? Xuân hạ thu đông. Bạn đang ở mùa hè, bạn đang sống mùa hè, đúng không? Và bạn biết là gì, vài tháng nữa sẽ đến mùa đông. Và như vậy thì nếu bạn có được sự chuẩn bị, ví dụ như vậy tôi phải mua giày ấm này, tôi phải mua tất này, tôi phải mua áo ấm này, tôi phải mua các đồ vật dụng để đến cái mùa đông đó là tôi có thể tồn tại được, tôi vượt qua nó cho dù nó có lạnh đến mấy. Trong kinh tế, trong đầu tư cũng vậy. Nếu như bạn biết là giai đoạn này là giai đoạn khó khăn khủng hoảng thì bạn cần phải chuẩn bị những cái gì để mà bạn có thể đầu tư, đúng không? Thì đó thôi, rất đơn giản vậy thôi, là bạn có sự chuẩn bị trước. Còn bạn không sự chuẩn bị trước thì đương nhiên bạn đầu tư chỉ có thua lỗ thôi, không có thể có thắng lợi được. Và hy vọng rằng là cái chia sẻ của Dũng này thì sẽ giúp các bạn định hình được cho mình những cái việc cần làm, và để các bạn có thể làm sao đầu tư và các bạn đem lại cho mình lợi nhuận tốt nhất. Và anh chị thấy nội dung video hay thì hãy chia sẻ đến bạn bè người thân của mình.
để mà Dũng có thể lan tỏa được nhiều hơn. Và Dũng xin nhắc lại là bạn nào lần đầu tiên mà xem video của Dũng thì hãy ủng hộ Dũng bằng cách follow kênh. Thì khi mà Dũng ra những video mới nhất về đầu tư, về tài chính, về bất động sản thì các bạn sẽ là người đầu tiên được biết đến và có thể xem. Chúc các bạn là gì? Chúng ta sẽ tranh thủ được cái thời gian này, giai đoạn này để giúp chúng ta có thể giàu có trong vòng 3 đến 5 năm tới. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau với những chủ đề hấp dẫn hơn.